Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của Phương Ngọt. Thì tiếp tục về series ăn đêm các bạn ạ, và trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn. Thì ngày hôm nay thì tôi lại mời hai khách mời đặc biệt nha các bạn nhá. Đây là em Tới Tô Tè. Tới, em có bao giờ em được tham gia những cái ghế nóng như này, được tâm sự cùng các bạn không? Các bạn này, tôi thì tôi tâm sự với các bạn về ăn khuya video của anh Côn hay video của tôi rồi. Thế nhưng mà lúc đấy là ngồi ghế bình thường, còn chưa được ngồi đứng ghế lóng như cả của anh Ngọt như này các bạn ạ. Đấy, thì hôm nay tâm trạng của tôi thì cũng cảm thấy là hơi run các bạn ạ. Chân tôi thì vẫn hơi đánh đàn. Không biết là anh Ngọt hôm nay là các bạn đặt ra câu hỏi gì cho tôi, để tôi chưa biết để trả lời những câu hỏi đấy của các bạn, hỏi về vấn đề gì. Rồi, đấy các bạn, đấy là em Tới nhá. Rồi, tiếp tục lại là em Tâm ạ. Em Tâm thì đã có một lần được ngồi trên chiếc ghế lóng của tôi rồi. Nhưng mà ngày hôm đấy thì là câu hỏi nó khác. Ngày hôm nay thì có rất nhiều bạn yêu cầu các bạn nhá. Thì Tâm ơi, đến với chương trình ngày hôm nay thì em có tâm sự gì không? Anh ơi, sau cái chương trình hôm trước thì em thấy mấy bạn bình luận em run quá. Lại cứ sợ em ra gầm cầu nên tốt nhất hôm nay các bạn hỏi những câu nào nó hay. Thì vẫn để cho cái video ngày hôm nay nó thú vị hơn thì tôi đã có chuẩn bị hai chú gà các bạn ơi. Gà này thì có 4 nạng một con thôi. Đây là cái loại gà mía các bạn nhá. Thì là nó đang chạy ngoài đồng thì tôi vô tình lại cầm cái dép tôi quăng thế là chẳng qua hai con nó quẳng đấy lại mang phải về. Nó lại thành bữa đánh chén cho anh em thôi. Đấy. Ngon ngay. Thì đây là hai con gà cũng khá là ngon nhá. Đấy, giờ thì tôi sẽ bắt đầu xé gà. Thì anh em cứ làm 1-2 miếng đi rồi chúng ta sẽ đến với những cái câu hỏi nhá các bạn nhá. Ngon nhỉ. Ui các bạn này. Lông này các bạn. Rồi. Coi lông để ăn cho nó đẳng cấp các bạn. Đấy. Rồi, đây là một con của em làm cái cánh. Cái đùi. Em Tâm nhá. Đấy, tôi cũng thích gọi là thích ăn cánh. Thì chúng tôi là cứ ăn gà trước, vừa ăn vừa rổ lông cho nó đẳng cấp các bạn. Mời các bạn ăn cùng anh em tôi nhá. Ngon đi. Ngon em. Ngon. Tới ngon thế. Ngon các bạn. Ngon không? Ăn ngon. Đây là loại gà luộc các bạn ạ, tôi vừa luộc xong rồi tôi cũng chấm. Gà này nó bé nhưng mà bé hơn có võ các bạn. Ăn thịt gai ngon. Ngon, ngại đến em Tâm à. Cái này. Đây là bát chấm nước chấm siêu cay các bạn. Tất cả các bạn nhá. Ngon. Dai giòn đến tận xương. Ngon à. Nhưng mà các bạn này thằng hôm nay anh Ngọt ra nhiệm vụ ông Trương vặt lông gà mà nó vặt hơi rối các bạn. Vẫn hơi nhiều lông. Em Trương là các bạn. Em Trương là em cứng của tôi các bạn. Đấy. Học tôi từ cái ăn cái uống, nói chung là em Trương rất là chăm chỉ nhá. Nhưng em Trương thì hiện tại đang làm caramel các bạn. Thì em Trương đang có kênh YouTube, các bạn nào yêu thích thì đăng ký cho kênh em Trương nhá. Em trai bác Ngọt. Rồi, đây là bia nhá, mời các bạn nhá. Ui, quá ngon luôn các bạn ạ. Thì trong khi chúng tôi ăn thì tôi sẽ hỏi những câu hỏi của các bạn đặt ra các bạn. Thì câu đầu tiên thì là liên quan đến Tới các bạn nhá. Thì là tất cả các câu hỏi của ngày hôm nay thì là chỉ liên quan đến Tới và Tâm thôi. Đấy. Có bạn Đệ Nguyễn đặt câu hỏi và anh Tới ơi, có phải anh Hiếu thích vợ anh hay không và có ý định mua vợ anh phải không? Nếu anh bán thì anh bán bao tiền? Đấy thì câu này thì chúng ta sẽ đến em Tới trả lời các bạn nhé. Thì các bạn, thì cái phi vụ mà anh Hiếu mua vợ tôi ấy thì là có thật các bạn ạ. Đấy thì anh Hiếu thì hiện tại thì vẫn đang độc thân. Vẫn chưa có người yêu, vừa rồi thì em còn hổ đá rồi. Thì từ cái lúc mà về quay video thì cứ lần nào mà nhìn thấy vợ tôi thì tôi thấy anh Hiếu cứ chảy dãi các bạn ạ. Chảy hết dãi luôn, nhìn kiểu vẻ mặt thèm thuồng. Thì hôm nọ anh Hiếu có lên nhà tôi và đề nghị là nếu mà tôi tạo điều kiện ấy thì là bán vợ cho anh Hiếu. Tôi nhớ là lần đầu tiên anh lên anh cầm 100, hơn 100 triệu. Đấy, định mua vợ tôi. Nhưng các bạn ơi, hơi gì à? Các bạn ơi, 100 triệu hơn 100 triệu để mua vợ tôi. Các bạn thật. Thế anh Hiếu anh nghĩ vợ tôi giá bẻo thế. Khinh thường. Thật khinh thường, thế là khinh thường vợ tôi. Mà các bạn biết rồi đấy, vợ tôi xinh đẹp như nào đấy.
cái giá đấy thì không bao giờ tôi bán được. Đấy thì có lần hai anh Hiếu lại tiếp tục lên nhà tôi các bạn ạ. Lần này thì không biết chắc là người ai không phải kiểu như bán trộm thóc của mẹ hay gì đâu, lại cầm thêm được 50 triệu nữa lên. Đấy tức là rơi vào 200 triệu các bạn. Thì lần hai thì tôi vẫn không bán các bạn ạ. Nên giá 200 triệu thì không thể nào tôi bán được. Thế các bạn như hoa hậu một đêm còn giá mấy nghìn đô. Rồi các bạn. Nhắc tới là đã trả lời câu hỏi của bạn Đại Nguyễn như thế nhé các bạn nhé. Đấy thì tới thì chắc chắn là không mà bán vợ rồi. Còn tới thì thích hay không, quên Hiếu. Em Hiếu thì thích hay không thì là việc của em tới, em Hiếu đấy các bạn nhé. Các bạn này, con gà này thì lại hơi bé các bạn này. Tưởng cho xanh này, ui các bạn này. Thịt của con gà này cảm giác nhìn nó ngon kìa. Nhưng con này tôi nghĩ là ngon, các bạn là gà này nó nhỏ. Tới gà này ví dụ mà đi sinh tồn mà bắt được thì dướng như dướng là tôi nghĩ là đẳng cấp ấy. Ngon đấy anh Hoạt ạ. Nhưng mà hôm nay đáp ở chỗ nào đấy? Hả? Chỗ nào đấy? Em này đừng nói nhà đằng sau rồi. Thôi các bạn. Mày lộ đấy. Lộ đấy. Thằng làm đứa ai bán con gà nhỏ như này? Mày bà hàng xóm lại hát hay. Tự nhiên hôm nay có ai hát sáng sớm ra. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhé. Đây là câu của bạn Hiền Nguyễn này. Bạn Hiền Nguyễn có hỏi mà anh Tâm ơi, em thấy bác Ngọt nói là anh với anh Hiếu cứ chưa đến lại mua dầu ăn về nhà anh Hiếu để làm gì vậy? Đấy, anh giải thích cho mọi người đi. Chào bạn này. Tôi xin tâm sự thật với các bạn, tôi với anh Hiếu thì vẫn độc thân bao lâu nay rồi. Hai anh em chăn nấp tay gối à? Đầu ấp tay gối quên đấy. Thế là hai anh em chúng tôi chưa nào cũng phải rủ nhau và mua dầu ăn và anh Hiếu để so bóp nha các bạn này. Ồ, thật à? Thật anh, để hai anh em đỡ buồn đi. Ừ, thế à? Thế giờ anh mới biết thì là dầu ăn bây giờ có cả tác dụng để so bóp nữa. So bóp. Ừ. Ô, tẩm quân massage thì là phải dùng dầu gió chứ. Ừ, nhưng mà đây thì bọn này sao lại dầu ăn nhỉ? Sao lại dầu ăn để so bóp mà tôi không hiểu cái vấn đề đấy lắm. So bóp nó, so bóp phần nhạy cảm ấy. Ôi thế thì hai thằng này đổi bạn thôi. Nói chung là hai thằng này đến đấy để nó xoa bóp vào nhau cả nhá. Thế là mỗi lần đi chiều quay là thằng này, hai thằng này nó mệt mỏi xong rồi. Anh nhớ đi ôm đi để anh nhớ khệnh khạng rồi sợ thật. Cứ đi kiểu cái dáng đi kiểu đau háng gì đâu chị. Hỏng rồi các bạn. Hỏng bảo bà làm sao mà anh Hiếu không lấy được vợ. Không có lúc nào kêu được em còn hổ, tại vì em còn hổ đá. Thôi, chúc mừng tình cảm của em với cả Hiếu thì đi lên nhé bạn nhé. Kể anh. Thế chú Tâm với anh Hiếu tính là tổ chức. Đang tính là nếu mà năm nay anh Hiếu mà không cưới vợ thì thôi, mình cũng đớp tạ. Anh Hiếu cũng mạnh mà. Rồi cũng nhiều tiền rồi. Thế mà vẫn đòi mua vợ tôi, tôi không hiểu. Thằng Hiếu thế nào nó lại chơi hai mang à? Hai mang. Khả năng là kiểu như kiểu lưỡng tính. Thằng này thế thật. Nam cũng thích mà nữ cũng thích. Thứ tính thứ tư. Thế nào thằng Hiếu lại mạnh. Thôi, ăn đi em ơi. Ăn thì uống em. Nói chung là con gà này hôm nay là hơi nhỏ các bạn. Ngon. Nói mới ngọt à? Ngọt, ngon. Ngọt cả xương, nhai cả xương. Nhà game video sau ấy, các bạn yêu cầu anh em của tôi ăn gì các bạn comment phía dưới video nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhé. Ngày hôm nay thật sự là quá là nhiều câu hỏi hay này các bạn. Tiếp tục là đến với em tới nhé bạn nhé. Tới là đây là bạn Dung Phạm hay là Dũng Phạm gì đấy, có đặt câu hỏi cho em tới là anh tới là làm YouTube từ bao giờ đấy, và anh có dự định là đi tù không? Chả câu vế trước với vế sau chả liên quan không, gì đâu, chả liên quan gì. Đấy thì đây, có hai vế thì em trả lời đi. Thì có hai vế thì tôi sẽ trả lời vế đầu tiên trước là bạn Dung Phạm hay Dũng Phạm à? Có hỏi tôi là tôi làm YouTube từ bao giờ? Tôi bắt đầu biết đến YouTube thì là từ năm 2016-2017 biết rồi. Nhưng thời điểm đấy tôi đi lính thì không làm gì được.
thì 2018 ra quân thì tôi bắt đầu làm YouTube từ 2018. Đấy thì ngày xưa là vẫn còn hot trend là chủ tịch và cái kết đấy. Đấy là cũng có là một vài video chủ tịch và cái kết đấy các bạn. Đấy sau đấy một thời gian là có hợp tác với anh Hoạt, kênh anh Sáu Cây Chuan ấy. Đấy là theo đuổi đam mê đến tận bây giờ và tiền thì vẫn chưa có. Đấy còn cái bạn hỏi về sau ấy là tôi có ý định đi tù không thì các bạn này, các bạn biết đấy, đi tù nó chỉ là một cái để chúng ta trải nghiệm thôi. Đấy các bạn nào mà các bạn muốn đi tù ấy thì các bạn sẵn sàng là đi vào đấy để học hỏi, để trải nghiệm. Đấy đấy là cái bạn ở trên mạng các bạn nói thế. Đấy còn rồi, tôi thì có vợ con rồi, tôi vợ con rồi, chóng ăn bác Hồ, các bạn này không đi tù làm gì. Mình tôi mà đi thì vợ ai chăm à? Mình là người tử tế mà không, tôi mà đi là chỉ béo anh Hiếu thôi. Thế nên là tôi không có ý định đi tù nha các bạn nhá. Đấy, nói chung là tôi đã giải thích rất là rõ ràng rồi. Cũng nghịch YouTube từ 2018 nhưng mà không giàu được các bạn ạ. Không giàu. Chưa giàu. Đấy phải nói chuẩn nữa, chưa giàu. Sắp giàu rồi. Thế là cũng sắp giàu đấy em ạ. Thế cho xem mà anh em chúng tôi thì thật sự là toàn đực ơi. Không có mái. Không có mái. Đấy, đấy là đang anh ngoài phải đăng tuyển mái. Làm YouTube thì nó cũng đôi khi là tôi cũng muốn làm một cái bộ phim gì đấy nhưng mà nó lại không có mái, làm cũng rất là khó. Chẳng hạn là mấy thằng đực diễn nhau, diễn với nhau nó hơi buồn cười đúng không? Ví dụ có những cái cho Hiếu là gái. Em mày nhìn cái mặt thằng Hiếu thế thì thằng nào nó có cảm xúc mà diễn. Với nhau đặt mày vào trường hợp mà người yêu Hiếu thì diễn được không à? Nhìn cái mặt nó đã buồn cười rồi. Cho anh Côn giống người yêu. Được, Côn thì... vòng cho vòng làm con gái như video trốn tìm. Ừ đấy các bạn ơi, cả cái video mà trốn tìm đấy thì Côn vào nhìn thấy đã tưởng đã rồi tắt điện ngay. Tắt điện gì nha mày. Nên là đi ra vẫn đau phòng, và lúc tỉnh dậy đau với rát hết đít mà. Chán thật mấy ông à. Tôi vẫn nhớ câu rồi, khúc đèn không trắng, tắt điện đi như nhau hết rồi. Như nhau. Bây giờ gửi các bạn mà muốn xem lại xem video trốn tìm đấy, tôi cũng không nhớ là trốn tìm nhà anh Hiếu. Lấy tập đấy là tập gì. À, Ngụy Trang. Đúng. Ngụy Trang mãi về sau này. Ngụy Trang phải trốn tìm, đúng rồi. Ngụy Trang phòng Ngụy Trang là con gái. Dạ anh nói yêu Hiếu không mà phòng Ngụy Trang yêu con hổ. Yêu con hổ. Đúng rồi. Côn đã trộm mình nhỉ. Côn lấy Ngụy Trang để trộm. Đúng rồi. Thôi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhé bạn nhé. Còn khá nhiều câu hỏi hay này. Rồi. Tiếp tục về. Nhiều bạn cái câu hỏi này cũng có rất nhiều bạn comment nhé bạn nhé. À, tôi đọc của một bạn này. Đây là của bạn Thắng Hoàng nhé bạn này. Thắng Hoàng đặt câu hỏi là anh Tâm nhận xét là anh Hiếu và anh Côn thì ai bẩn hơn và cho ví dụ điển hình. Thôi bây giờ em cứ nhận xét đi, xong rồi em ví dụ một cái tình tiết nào như thế. Các bạn này, để mà nói về anh Hiếu với anh Côn ai là người bẩn hơn thì theo như các bạn đánh giá thì chắc chắn sẽ đó sẽ là anh Côn bẩn hơn rồi. Nhưng mà theo cái con mắt của tôi với cái trải nghiệm của tôi thì tôi cảm thấy là anh Hiếu bẩn hơn. Anh còn nhớ cái video mà sinh tồn không? Thì mặc cái bộ cổ động viên này. Đúng đi mò ốc xong hôm sau lại thấy mặc. Bảo nên đánh bóng thì bảo anh về đi tắm nên vẫn mặc cái bộ đấy mà. Nhưng mà hôm sau vẫn mặc rồi đấy, bảo vẫn mặc. Em có hai bộ. Thế đùa các bạn này. Thế nhưng mà lên nhà có thấy bộ treo bộ nào phơi đâu. Vẫn không thấy treo bộ nào. Đã bộ phép là hai bộ thì Hiếu thì là nó cũng bẩn cạn. Đấy là nhận xét của Tâm. Anh Côn thì đi đánh bóng về lúc nào cũng đi tắm các bạn ạ, không như anh Hiếu. Đùa, đi mò ốc về không tắm. Thế đây là nhận xét của em là hai ông đấy thì Hiếu thì bẩn hơn nhỉ? Hiếu bẩn hơn. Nhưng mà thế không phải bẩn, em còn một cái ví dụ về ăn uống không? Ăn á? Ừ. Các bạn này, để mà hôm cái tôi ăn cơm với anh Hiếu ấy. Anh Hiếu có mò được vài con chai, nhưng mà thật ra chai thối các bạn ạ. Đùa, tôi nhìn tôi không dám ăn, nhưng mà thế nào anh Hiếu lại vẫn dám đớp vào mồm, bảo là chai vẫn mới chết hôm qua. Mới chết hôm qua, hôm nay chưa thiếu. Rồi, thì còn tới thế nào, em có nhận xét gì về Hiếu hay là Côn bẩn hơn không? Yeah. Em có cho một cái ví dụ. Em
em thì ít quay video cùng anh em thì không rõ, thế nhưng mà theo em thì em thấy anh Côn vẫn hơn. Hôm nay anh chứng kiến cái video mà là anh Côn, anh ấy không biết là hôm đấy là thật sự là em nghĩ là phòng nó vãi ra chứ không phải là cái quả sầu riêng. Thế mà anh Côn anh ấy quét lên ăn luôn. Ui, đá bóng đấy. Đá bục cả ra. Thế đấy là chứ không phải là của sầu riêng các bạn ạ. Không phải, khả năng là phòng nó vãi cứt ra. Côn vẫn chạy ra liếm sợ chứ. Còn vẫn ngon. Sau là phòng nó vẫn cố nó nhìn nó cười. Đấy là hôm đấy em chứng kiến đấy, là em nghĩ là anh Côn sợ nhỉ. Tôi thấy thế tôi nghĩ tôi đã thấy ghê người. Vừa nãy tôi ăn hai cái chân rồi các bạn. Chân ngon thật. Trời ơi, em không ăn đầu hay đít à? Không anh ơi, em mà nếu mà em mà ăn gọi nhất thủ nhì vĩ đấy nữa thì em lại béo quá, mông mình đã to sẵn rồi. To thêm tí nữa có sao đâu. Nghe ăn gì bổ lấy các bạn ạ. Thì tôi nghĩ là cái này phải dành cho chú Tâm. Nhất thủ nhì vĩ em thì thứ ba em biết được nó là cái gì không? Ba là cái gì? Cánh. Cánh. Nhất là vĩ là cái đuôi đúng không? Vĩ là cái đuôi thì nó gọi là cái phao câu à. Nhất thủ nhì vĩ thứ ba là cái âu cánh. Thì âu cánh nó là cái phần đây này các bạn ơi. Mang à. Đấy. Cả những cái đuôi. Âu cánh đấy. Nói chung là âu cánh ăn là cũng ngon lắm. Nhiều thịt. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo đó. Rồi các bạn ơi, câu này là câu của bạn Tình Ca bạn ơi. Đấy. Bạn Tình Ca bạn ơi. Tình Ca có đặt câu hỏi bảo là bác hãy nói về tính cách của anh Phòng. Đấy. Rồi bạn ơi, bạn Tình Ca thì đã hỏi tính cách của anh Phòng thì các bạn ơi. Phòng thì như các bạn đã biết nhá, Phòng thì có biệt tài là đá mông vợ các bạn ơi. Thế được tem tôi thì có Côn thì hay kháo trái. Đấy, Vinh thì trước kia cũng kháo trái. Đấy. Cũng là một thần đấy. Cũng là một thần kháo trái, kháo vợ các bạn. Mạnh kháo thế này nó rất là đau các bạn nhá. Tát thế này thì có nghĩa là cái tay của mình nó vẫn có cái độ đàn hồi, khi mà mình tiếp xúc với cả da thịt và tiếp xúc với má người khác thì nó vẫn không đau. Nhưng mà cái đầu này là có cái xương nhỉ. Không khác gì củ chó à? Cứ thì cù chó. Em còn nhớ ngày xưa thầy cô giáo là mình đi cốc, cốc. Hay tròn cầu. Thầy cô giáo mà kiểu như là lúc nào mà học sinh mà học dốt quá là cầm này thôi còn trợn mắt lên người gõ uy rồi. Sợ lắm. Đấy thì Phòng thì có tính là hay đá đít vợ ạ. Thì cái hôm đấy là không biết là hôm đấy là đi quay cái gì về ấy nhỉ. Nên là cãi nhau với vợ ấy các bạn ạ. Hôm đấy là người chứng kiến là anh Hiếu. Đấy thì nói chung là tôi thì hôm đấy cũng đi quay cùng ấy rồi, cứ quay kiểu như là sinh tồn cái gì ấy. Nói chung là hai vợ chồng cãi nhau hay là cãi nhau độc vì cái chuyện bảo là một đứa tát kiểu như là sinh tồn kiểu tát vét ấy. Một đứa thì tát 5 khâu, thì Phòng thì tát 6 khâu. Thế là Phòng tị. Đấy. Thế là ra đá đít thôi. Thế là vợ khóc tu từ đấy về. Khổ thân vợ thế. Chiều đi quay, chiều hôm nay đi quay em thấy mặt Phòng kiểu căng ấy nhỉ. Phòng nó hay buồn, hay nói chung là Phòng thì nó hay đá đít vợ. Nhưng mà Phòng lực chân nó khỏe lắm. Thế mà đá nhìn mông em hèn mải thế mà Phòng nó sức ngay nó đá. Đá rồi nhắm mông em hèn. Thế mấy mà rúm à? Đấy, đẹp hết. Chuẩn bị đi độ lại gì. Nhưng mà công nhận các bạn ạ, à, anh Phòng nóng tính rồi. Thằng nóng tính là Phòng nó tính nó nóng các bạn. Ví dụ mà các bạn mà trêu Côn bẩn thì không sai. Trêu Phòng lát. Nhưng mà trêu Phòng lát là Phòng nó xiên nghe đấy. Phòng nó mạnh, là tem tôi nó mạnh lắm. Thách đấu cả đội của Hưng Vlog. Thách đấu với cả Bách Khỉ để ăn thi lòng. Bách Khỉ mà ra solo với anh Phòng thì thôi. Thật. Không phải gì ăn Phòng, Phòng ăn nhanh Phòng, lắm. Phòng ăn nhanh, ăn khỏe đấy. Phòng nó bảo là ví dụ mà cháu mà ăn mà hết cỡ thật thì chắc phải được 7-8 cân. Đấy là Phòng nó bốc phét. 5 cân lòng của Bách Khỉ nó là cái gì? Thật nó là cái gì? Thôi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Đây là bạn của bạn La Thế à? Đây.
La Thế, La P Thế. Đấy. La P Thế tôi không biết là họ gì nhưng mà bạn này có câu hỏi cũng rất là hay. À, anh Tứ ơi, có phải anh biết độ loa không? Và anh đã độ loa cho vợ anh đúng không? Mà sao anh hiếu mê thế? Đấy, đây bạn La Thế, La P Thế. Thì các bạn này, cái câu hỏi này thì không đúng sự thật là vợ tôi độ loa. Thì hôm đấy thì anh em trêu thôi chứ loa vợ tôi thì ra có sẵn rồi. Đấy thì không cần phải độ các bạn ạ. Hàng thật, chất lượng thật luôn. Đấy còn về vấn đề tôi biết độ loa thì là tôi biết độ loa các bạn ạ. Ngày xưa tôi có học qua về bác sĩ thú y các bạn ạ. Đấy thì tôi cũng có loa chó. Tôi cũng có chút tay nghề về vấn đề độ loa. Thì tôi cũng đã từng độ loa cho mấy bạn rồi. Thì ước lượng là ví dụ như một bên bình thường các bạn bé này thì nếu mà tôi độ ấy thì dùng tay đúng không? Là tôi sẽ đo bằng tay. Mà không úp cái đấu ấy. Các bạn ấy toàn thích nó là to ấy thì ở miền Bắc tôi lại gọi đấu đông thóc ấy. Thì nó to gần bằng như kiểu cái bát ô tô múc canh ấy. Đấy thì tôi hay úp những cái bát đấy vào xong rồi là tôi lấy ít mỡ lợn các bạn tiêm vào, tôi bôi vào. Đấy thì các bạn ấy cũng ưng ý lắm. Đấy thì tôi không biết tại sao nhưng mà các bạn ấy cũng thi thoảng là có những bạn đến một lần và không thấy đến lần hai nữa. Rồi, thì tới anh hỏi thật cho mày đi lái xe được bao nhiêu năm rồi? Lái xe được 3 năm rồi. 3 năm thì mày, nói chung là mày vỡ đèn với cả cong vô lăng là bao nhiêu lần rồi? Các bạn ơi, cái số lượng vỡ đèn cong vô lăng thì tôi không đếm được các bạn. Mà tôi thì hay đếm cột điện thôi. Thì tôi phải dựng lại cột điện cũng phải 3 năm, 365 ngày thì mỗi ngày nhân tầm 2 đến 3 cái các bạn ạ. Thế thì thôi thì tới ạ. Em khuyên với cả mọi người em thật rồi em bán xe đi thật. Em về em treo bằng. Thật treo bằng đi em về em dạy lái xe đạp đi. Hoặc là nghỉ lái đi xe bò. Đấy. Dạy lái xe rùa. Đấy. Lấy em mà lái xe rùa nó cũng phải kỹ thuật đấy. Em phải lái trượt là đổ hết vữa, đổ hết xi là người ta mắng cho. Bây giờ bây anh hỏi lốt em nhá. Có nghĩa là có rất nhiều bạn bảo là tới nó hay toàn thích dạy cái các bà u 50 đấy mà thế nào dạy toàn 11 giờ đêm xong lại trở ra đồng dạy anh không hiểu là thế để làm gì cho nó mát không các bạn ban ngày thì nó nắng chạy xe thì đương nhiên ngoài đường nó sẽ hập nó nóng thì mình con người chạy xe nó mình phải thoải mái thì tôi hay chạy trời tối nó mát mẻ các bạn. Thì ở ngoài đồng thì người ta gọi là đồng không mông quạnh thì gió nó mát. Thì tôi hay đưa học viên ra ngoài đồng chạy ngoài đồng thì nó mới mát các bạn ạ. Chứ còn chạy trong đường thì nó xe cộ nó nhiều. Nó nóng. Nhưng mà ô tô của tôi không có điều hòa. Thật. Không, ô tô có điều hòa. Điều hòa mở lên thế nào? Cũng dí mạnh. Thật thằng tới thế nào nó lại dậy toàn dậy U50 gọi đây. Thật mày có gu đôi khi mặn phết nhỉ. Đấy thì qua là nói chung là ngày hôm nay thì có hai khách mời đây thì thật sự video nó cũng rất là vui và cũng rất là giải trí các bạn nhá. Thì là mọi người đã trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của bạn đã comment phía dưới kênh của tôi. Thì trong một số cái câu trả lời là có một số tình tiết hư cấu thì các bạn mà thấy yêu thích anh em của tôi thì muốn anh em tôi tiếp tục với series này comment phía dưới video nhá. Một lần cảm ơn tất cả xem video. Xin chào.